Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc MSI GS66. Hiện nay chiếc máy này có tại thị trường Việt Nam đâu đó sẽ ở phân khúc là trên 40 triệu. Nó được mệnh danh là một chiếc máy doanh nhân nhưng lại có khả năng chơi game và làm đồ họa. Nó được trang bị có cấu hình cực kỳ tốt, đó là i7 thế hệ thứ 10 và RAM 16GB. Cảm hình được trang bị trên máy đó là RTX 2060. Và thậm chí với màn hình tại các phiên bản tại thị trường Việt Nam, nó lên đến tần số quét 240Hz và tỷ lệ bao phủ màu 100%. Nhưng giá bán ở trên 40 triệu thì không biết có thành công hay không. Còn chiếc máy này thì mình xách tay trực tiếp tại thị trường Mỹ về. Và mình xách về bán rẻ mức là 33.500.000. Anh em ưng cái bụng thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo qua phiên bản này, qua bài đánh giá, qua phần mềm test kỹ thuật. Và khi mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy nó như nào, test ra sao, mình nói cho anh em biết nhé. Mình sẽ bán cho anh em mức giá là 33.500.000. Con này thì xuất xưởng tại thị trường Mỹ về chứ không phải là thị trường Việt Nam. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ nhé. Đây thưa anh em, để phân biệt giữa hàng Mỹ và hàng Việt Nam này. Đây anh em sẽ thấy này, GS66 này, Steel 10SE đây là thế thứ 10 này. Và cái mã của nó này các bạn sẽ thấy là 044US. Đó. Cấu hình thì anh em mình ghi sẵn nữa này. Đây là chiếc máy chơi game mà làm đồ họa cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại của MSI. Đây, cái hộp nó cũng đóng rất là sang trọng luôn. Đây là cái sạc các bạn ạ. Ô sạc khá là nhỏ này. 20V. 180W, nhỏ xíu, chắc có lẽ camera rất khó nhìn. Chân sạc của nó này. Dây nguồn. Rồng này. Đây cái hộp các bạn thấy là cũng ghi sẵn cấu hình này. Con này màn hình của nó là 144Hz thôi. Đây các bạn nhìn thấy này. Hộp rất là sang. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nhé. Các bạn thấy là với phiên bản GS66 thì có màu đen tuyền như này. Trọng lượng 2,1 cân các bạn ạ. Các bạn thấy là thiết kế kiểu dạng như là hình hộp vuông. Thậm chí là cả tản nhiệt của máy này, đằng sau này. Bản lề cũng thế. Và toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Nhưng có vẻ như là dòng sản phẩm cao cấp nhưng mà vẫn có chống bám vân tay chưa thực sự được tốt. Và logo con rồng nó làm chìm đi. Những cái chi tiết lát cắt diamond vẫn phản phất thiết kế giống như phiên bản nó là GS65. Chiếc máy không quá dày, không quá mỏng. Ở đây cũng có hốc tản nhiệt này, cổng LAN này, cổng USB. Còn bên này là cổng Type-C các bạn ạ. Cổng phone, cổng mic được mạ vàng, tín hiệu cao này. Để kết nối các tín hiệu âm thanh nhé. À, trước thì làm cái G kiểu này. Đều có lát cắt diamond này, các bạn thấy này. Phiên bản GS65 mình đã từng review nó có là màu gold luôn. Bên này có hốc tản nhiệt này, chiếc máy có 4 hốc này. Đây là cổng Thunderbolt 3 với băng thông lớn nhất là 40GB một giây. Các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài. Thậm chí là có thể thêm cả màn hình từ bên ngoài, Ethernet đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cổng USB có ký hiệu của pin. Các bạn có thể cắm cáp điện thoại di động, cáp máy tính bảng, cắm lên sạc mà không cần bật máy này. Cổng HDMI cũng kết nối ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài nhé. Cổng sạc của máy đây. Chiếc máy tính ra là có 4 hốc tản nhiệt các bạn ạ. Bên dưới này. Phần này nhô cao. Cái phần này để trên mặt phẳng không bị cập kênh, nó sẽ tuần hoàn không khí bên dưới này. Thông số kỹ thuật của chiếc máy nó sẽ có ở đây. Bây giờ tớ sẽ mở toàn bộ nội tạng bên trong chiếc máy xem nó thiết kế như nào, chất lượng bo mạch ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn thì vẫn chất lượng bo mạch màu đen quen thuộc giống như các dòng sản phẩm Apple. Và bên trong máy tớ thấy hẳn 3 quạt tản nhiệt. Về phần bên tay trái có 2 quạt này thì nó tản cho cả màn hình. Còn về phần bên tay phải các bạn sẽ thấy ở đây. Chúng ta sẽ có chỉ có một quạt thôi nhưng có đến 2 ống tản. Tính ra chiếc máy là ống tản nhiệt ra bên ngoài, đến 4 cái hốc tản nhiệt ra bên ngoài. Pin này, kín mít hết luôn. Đây là con chipset này, đây là wifi này. Quả pin với dung lượng bên trong máy đó là 95Wh, tính ra khá là lớn và bên cạnh của nó là 2 cái loa. Các bạn ơi, chiếc máy có 2 slot cắm ổ cứng, chúng ta có thể chạy song song và tối đa chiếc máy sẽ là 4TB ổ cứng cho các bạn.
Nếu mà chạy song song như này thì chúng ta sẽ có thể chế độ Rest 0 để chúng ta có thể tự động sao lưu dữ liệu an toàn hơn nếu các bạn cần tuyệt đối về dữ liệu. Bởi vì các bạn đều biết ổ cứng SD tốc độ rất cao, nhưng không may mà hư ổ cứng thì các bạn sẽ không thể lấy dữ liệu bên trong máy. Nếu như cần đặc biệt thì các bạn sẽ chạy ở chế độ Rest 0 cho an toàn các bạn nhé. Các bạn thì thấy là chiếc máy nó có màu đen huyền bí luôn. Và vì màn hình các bạn thấy là 15,6 inch này, khá mỏng này. Lưu ý thì phiên bản này thì sách về thì nó là màn hình 144Hz thôi, chứ không phải là 240. Và cái miền này khá mỏng. Đây còn chip của nó các bạn này, 10750H này. Đây các bạn nhé, 144Hz này, để phân biệt các phiên bản ở Việt Nam này. Camera hình RTX 2060 này. Con này là 6GB DDR6 với kiến trúc Turing và sẽ hỗ trợ Ray Tracing, các hiệu ứng về hình ảnh, âm ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Tớ sẽ kiểm tra băng thông của cảm hình. Các bạn thấy là băng thông của nó này, nhân CUDA của nó là 1920 này, băng thông của nó này, cái này băng thông nó có 11GB các bạn ạ, 192 bit, 6GB đây là 6 các bạn nhé. Nó vẫn có thể dùng bộ nhớ chia sẻ để các bạn có thể VRAM lớn hơn. Đây là phần mềm chỉnh bàn phím của máy này, các bạn có thể chọn cái chế độ phím này. Phím tertiary, phím nét từng màu, bấm như kiểu như phím cắt chéo của Apple ấy, không bàn phím phụ các bạn nhé. Và nó có thể ngửi như này. À, con này sử dụng loa của Delay Audio này. Delay Audio rất là hay. Các phím bấm các bạn thấy rất rõ ràng, chỉ có hai phím này là khá là xít nhau để bấm sẽ hơi khó này. Chuột bấm thì tốt. Nhược điểm có vẻ là bám vân tay. Đây là chế độ cobot của quạt để chỉnh quạt này. Thunderbolt này, cổng này, pin của nó là 99,99 này. Pin dung lượng cao. Phím tertiary thế hệ mới này. Âm thanh chất lượng cao này. Không biết các bạn nhìn cái máy này có thấy sang hay không, nhưng với tớ thì tớ thấy nó huyền bí kiểu gì. Còn để mà sang như XPS hay là các dòng HP Spectre thì không sao mà. Không thể sao mà MacBook được. Nói chung thì mỗi cái dòng máy thì nó có thiết kế đặc trưng riêng. Chúng ta sẽ có tốc độ đọc cổ cứng khoảng 2,6GB một giây và tốc độ ghi của nó khoảng 1GB/8, không quá nhanh. Bên trên là camera, thứ này các bạn sẽ nhìn thấy này, có mic này. Có hỗ trợ cam để giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online, ok, ngon. Ôi, con này có IR, có nghĩa là có tính năng nhận diện khuôn mặt của camera, tính năng bảo mật rất tốt mà ít những dòng máy gaming có. Bluetooth 5.0 nhá. Nhanh và mạnh và kết nối không dây. Ổ cứng Samsung Evo 970, dung lượng 500GB. Và bên dưới các bạn thấy là dung lượng 500GB, vị trí là 1TB. Nhưng lại của hai hãng khác nhau, bên dưới của dùng của Weston, một cái của Hàn Quốc, một cái của Mỹ. Đây cả màn hình đây, UHD Graphics là card họa on, RTX 2060 là card họa rời. Wi-Fi được nâng cấp lên Wi-Fi 6, mạnh hơn, nhanh hơn, tốt hơn, băng thông lớn hơn. LAN này, các bạn sẽ nhìn thấy LAN của Killer, rất là khỏe. Cái này băng thông của nó cũng rất là khỏe này. 2,5 gigabit một giây này, rất nhanh đấy ạ. Xem chất lượng màn hình ra sao này, độ sáng của màn hình con này cũng chỉ đánh giá ở mức là 300 nit thôi, bình thường các bạn ạ, không phải là quá cao. Tỷ lệ bao phủ màu 99% sRGB và 65% AROB RGB, độ sáng 300 nit vừa đủ dùng. Màn hình như này cũng tương đối là tốt rồi. Âm thanh của The Line Audio xem nghe hay không nào. Hay dạ. Nghe rất to. Màn hình ở góc nhìn là có. Ấm cho lắm, kiểu hơi thế một chút. Còn với màn hình IPS thì các bạn thấy là góc nhìn nó rất là rộng, 178 độ và có chống lóa. Có chống lóa các bạn nhìn trên màn hình nó rất là led và rất là sâu, hình ảnh trung thực. Chất lượng màn hình như này thì cũng gọi là tốt rồi.
Một sáng thì chỉ đánh ở mức trung bình thôi nha. Vâng, thưa các bạn, là đúng với phiên bản này thì mát hơn hẳn so với phiên bản đời cũ bởi vì có 3 quạt. Anh em chúng ta thấy là cặp màn hình khoảng 69 độ và quạt hoạt động không quá ồn. Ở đây thì tớ còn chưa bật cái chế độ gọi là cobot lên của quạt để tăng tốc đấy, chỉ dùng ở chế độ bình thường thôi. FPS nhận được hẳn 90. Nhiệt độ của CPU chỉ hơn 50 độ C thôi và chạy cực kỳ êm. Đây. Được, tản nhiệt như này là quá tốt rồi. Vâng, thưa các bạn, là với CPU 6 lõi 12 luồng với chế độ render thì các bạn thấy là quạt hoạt động trong máy không khác gì cái phản lực cả, nghe rất rõ luôn. Có lẽ về đêm thì như này nếu các bạn không thích tiếng động thì cực kỳ khó chịu. Nhưng nó phải làm như này thì mới tản nhiệt tốt cho chiếc máy, bởi chiếc máy chúng ta mỏng, nó chỉ có 2 cân mốt thôi. Đây, điểm số của nó lên đến 1119 CB. Đây, các bạn thấy là RTX 2060. Thưa các bạn, là cả CPU và GPU sẽ onboard trực tiếp trên bo main mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Nên khi các bạn mua máy, các bạn sẽ phải ấn định suốt cuộc đời các bạn dùng cái cấu hình như này. Đây là chế độ đồ họa mô phỏng 4D. Và các bạn thấy là khi chạy ở chế độ này thì quạt nó sẽ làm mát liên tục và những cái hốc tản nhiệt nó thẩy đổi thế này, đẩy ra như này. Nếu các bạn để mặt hay có thói quen giống mình để tay như này, nó thổi mùa hè cực kỳ khó chịu luôn, khá là nóng các bạn ạ. Còn nếu để phần này thì không làm sao cả. Nhưng việc chiếc máy nó quá mỏng thì không thể đẩy hết cái tản nhiệt ra đằng sau được mà nó vẫn phải đẩy sang hai bên. Đây, các bạn thấy điểm FPS của nó duy trì mức tàn trên 100 luôn. Nhiệt độ của nó thứ này, nó là 132,14 FPS ở chế độ mô phỏng. Với 6GB thì các bạn có thể hỗ trợ VR chơi game thực tế ảo khá là tốt. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, với sức mạnh phần cứng tuyệt vời thì việc các bạn dựng video 4K chiếc máy này không phải là điều đơn giản. Vâng, thưa các bạn, là với sức mạnh phần cứng tuyệt vời, việc các bạn dựng video 4K này là điều quá đơn giản của chiếc máy này. Sức mạnh phần cứng của nó quá khủng khiếp luôn. Chúng ta chỉ mất có 17 giây là các bạn có thể dựng một đoạn clip với dung lượng hơn 1 phút với rất là nhiều hiệu ứng. Bởi vì chiếc máy chúng ta được trang bị RTX 2060 tối ưu cho bản Adobe 2020 dựng cực kỳ nhanh và rút ngắn cái thời gian render cực kỳ tốt. Đối với các YouTuber hay các bạn dùng chiếc máy này dựng phim, các bạn có thể dựng 8K chiếc máy này hoàn toàn thoải mái. Thông thường thì ở Việt Nam chúng ta thì kể cả bản thân mình vẫn dựng YouTube, mình dựng 4K là chủ yếu thôi mọi người ạ. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Red Dead các bạn ạ. Một chiếc máy mỏng như này, cấu hình khủng như này chúng ta rất sợ là tản nhiệt. Nhưng thưa các bạn thì MSI đã làm tốt hơn với phiên bản GS66. Game này phải nói là cực kỳ nặng, FPS chúng ta chơi chỉ nhận được từ 40 đến 50 thôi, mình cài đặt ở chế độ cao nhất. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 75 độ C và GPU ở ngưỡng khoảng 70 độ. Có hỗ trợ ray tracing, các bạn sẽ nhìn thấy những cái hiệu ứng về ánh sáng này, hiệu ứng về 3D này, nó đẹp hơn. Tần số quét 144Hz thì mình nghĩ chơi game cũng khá là đỉnh rồi. Kiểu một chiếc máy mỏng nhẹ chúng ta rất sợ về hệ thống tản nhiệt, nhưng đây chiếc máy đã làm rất tốt nên với những tựa game nặng nhất các bạn vẫn có thể cài và chơi trên chiếc máy này ok ngon lành. Tất cả những tựa game online, offline có trên thị trường mình nghĩ là chiếc máy này đều có thể kéo được ngon lành luôn. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm với phiên bản GS66 thì đơn giản tớ hài lòng so với phiên bản GS65, đó là nâng cấp được RAM, hai ổ cứng bên trong máy, tản nhiệt tốt hơn với ba quạt trong máy, và cái màu sắc màu đen như này thì khá là huyền bí. Nhưng có vẻ nếu mà nhìn kỹ thì hơi kém sang một chút, đó là nhận định của mình. Chất lượng của máy thì mình nghĩ là không có gì để chê đâu. Giá bán của nó thì cũng ở mức là trên 40 triệu thì cũng không phải là rẻ. Còn với mức mình xách về mình bán cho các bạn hơn 30 triệu thì mình nghĩ đây là một chiếc máy di chuyển cơ động và rất ngon cho anh em chơi game và rất ngon cho anh em dùng để dựng phim. Với chất lượng của nó thì mình nghĩ là được khẳng định rồi, mình nghĩ khá ok. Chất lượng âm thanh thì mình đánh giá ở mức gọi là trên trung bình thôi. Và tốc độ của ổ cứng thì cũng được, không phải quá cao. Và Wi-Fi đã được nâng cấp lên là Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0. Về phần kết nối không dây thì ok. Tốc độ pin của chiếc máy khá lớn bên trong máy với dung lượng là 99,99. Đấy, rất là ok, rất đẹp luôn. Với chế độ sạc nhanh và có thể duy trì ở chế độ đồ họa khoảng 6 giờ thì mình nghĩ đây là chiếc máy rất ổn rồi. Và còn với phân khúc giá thì mình nghĩ là nếu mà anh em thích thì bê chiếc máy này về thì quá ngon, bởi vì cấu hình của nó không phải là thấp. Và nếu như bên ngoài các bạn sẽ thấy là thiết kế là không quá hầm hố như cái dòng máy gaming, đối một doanh nhân di chuyển thì mình nghĩ là chiếc máy này hợp lý, 2 cân mốt. Đấy. Và chúng ta có thêm một tính năng là nhận diện khuôn mặt, mặc dù là không có bảo mật vân tay, nhưng đây là tính năng bảo mật cực kỳ tốt cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thì mình nghĩ chiếc máy này dùng là ok, cũng ngon rồi. Đấy. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc MSI GS66 phiên bản 2020 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ.
có những dòng sản phẩm mới mình để mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Đấy. Mong rằng mọi người ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm nút cái chuông bên cạnh để có những dòng sản phẩm gì mới anh em sẽ được xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.